Video này em sẽ hướng dẫn cho cả nhà thay pin khóa đĩa báo động chống trộm của nhà Yoro nha. Thì khi mà mọi người mua khóa về nhận về á, là trong bộ khóa một ổ khóa 3 chiếc chìa và có cái cây lục giác để hỗ trợ thay pin và pin dự phòng nè. Sau khi mà hết pin á, mọi người sẽ thay pin như sau. Lặt ở dưới đáy khóa lên, nhìn giùm em có bốn cái lỗ. Bốn lỗ này là bốn ốc lục giác nè. Mình sẽ dùng cây lục giác đi kèm với bộ khóa mở bốn con ốc này ra giùm em nha. Đó, cả nhà dặn mở bốn con ốc này ra. Dặn mở hết bốn con ốc này ra. Đó, em đã mở sẵn rồi nè. Rồi. Đó, cả nhà mở bốn con ốc lục giác này ra. Sau đó mở cái nắp khóa ra là sẽ thấy hai con ốc nhỏ. Mình sẽ dùng cây vít nhỏ ở nhà, mình sẽ mở hai con ốc nhỏ ra giùm em nha. Rồi mở hộp khóa ra. Đó. Thì cả nhà sẽ thấy cái bộ pin nè. Thì mình sẽ mở cái bộ pin này ra, có cái hộp đựng pin nha. Đó, đây, thấy cái hộp đựng pin này, mọi người sẽ thấy là pin nó sẽ nằm theo thứ tự nha. Cái đầu pin vô trước, đầu pin theo thứ tự nha. Cái đít pin nằm ở sau nè, đó. Thì cả nhà lấy pin cũ ra, giữ lại cái hộp. Sau đó dùng dĩ pin mới nè. Cả nhà lắp vào pin mới cho em và lắp theo thứ tự nha. Cái đầu cho vào trước đó, cái đầu cho vào trước nha. Cái đít nó nằm ngoài sau cũng vậy luôn, cái đầu đưa vào theo thứ tự cho em. Đó, sau đó sẽ là bỏ nó vô lại. Cái mặt nè, cái mặt mà dư nè, cái đầu dư nè, cả nhà thấy không? Là nó nằm ở phía ngoài nha, nằm ở phía ngoài. Đó, cả nhà lắp đúng, bỏ vào cái đít nó nằm ở phía bên dây điện, cái đầu nó nằm ở phía ngoài nha. Đó. Lắp đúng giùm em. Đó, sau khi mà mọi người lắp bỏ pin vô mà nghe một tiếng bíp lên vậy là mọi người đã lắp đúng nha. Đó, như vậy là đúng nha cả nhà. Rồi sau đó ráp lại. Gáp lại. Rồi cả nhà dặn hai ốc vô trở lại, hai con ốc nhỏ. Đó. Đó, cả nhà lấy giúp dặn lại hai con ốc nhỏ này giùm em nha. Cái nắp nè. Đóng lại. Sau đó bỏ lại bốn ốc lục giác này vô, dùng cây lục giác dặn khóa lại. Và mình sẽ test ổ khóa nè, mình bóp lại. Đó, cả nhà bóp khóa lại sẽ nghe một tiếng bíp. Đó. Như vậy là chúng ta đã lắp pin thành công rồi nha cả nhà. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà nha.